Xin chào 500 anh em buổi sáng nha. Vui vui vẻ không quạo nha cả nhà. Hồi sáng giờ em đi chưa thấy ông nào á cả nhà ơi. Cho nên là em không có quạo. Tại vì ý là sáng giờ chưa gặp nhưng mà bây giờ thì gặp rồi. Đây, nó vô trong đây nè. Ủa cũng nhỏ rồi đó nha. Dạ nó hơi trống chân cái nhà, nhưng mà mặt thì cũng còn ok. Đó, mặt rồi đó. Rồi, một tổ đầu tiên dắt vô giỏ rồi tiếp tục đi kiếm tiếp thôi cả nhà ơi. Ở trên này em gặp một ổ ong ruồi này cả nhà, nhưng mà kế bên có một ổ ong ngủ ngày nữa kìa. Trời ơi bây giờ sao ta. Tổ ong ruồi thì cũng được lắm cả nhà, bây giờ em lén để em lên em cắt nó nha. Thôi lỡ rồi tốt luôn nè. Trời ơi. Anh cắp được rồi cả nhà ơi. Ốc nóc luôn. Nó có thế hơi xấu. Nhưng mà không sao, ổ này cũng già rồi nè. Giỏ thì đang bỏ dưới xe cả nhà ơi. Bây giờ em đi xuống ổ này hơn một xị cả nhà. Giỏ bỏ dưới xe, em xuống đó dắt vô giỏ rồi tiếp tục kiếm ổ khác rồi cả nhà ơi.
sáng giờ được 3 tổ cả nhà ơi, dắt vô rồi tiếp tục đi thôi. Trong cái lùm này em thấy có ngỗ này, nắng quá cả nhà ơi, không có chỗ nào mát hết á. Hai cái tổ vừa rồi em mới bắt với cái tổ này là hai cái tổ em thấy nó lấy nước cả nhà. Rồi thì giờ em dắt cái tổ này vô rồi tiếp tục đi kiếm tiếp thôi cả nhà ơi. Hello 500 anh em buổi trưa nha. Bình Thuận của tôi đó, nắng là nó nắng kinh khủng luôn, mà mưa là cũng mưa tầm tã luôn cả nhà ơi. Mưa là mưa ghê lắm, mà nắng là em nói là phải nói là đi đư luôn. Sáng giờ mới được à 1, 2, 3, 4 ổ cả nhà ơi. Ráng chiều kiếm khoảng chừng 3, 4 ổ nhỏ nhỏ nữa. Ước ổ bự mà kiếm không ra cả nhà ơi, thua rồi. Em chỉ cần 2, 3 ổ bự bự xíu rồi quay video cho anh em xem cho nó đã, chứ còn nhỏ nhỏ bắt quẩy quá. Có nhiều ông kêu mật ong nuôi hay gì à, phải mà ở gần tôi ký đầu luôn á. Ông mà nuôi tôi dắt đi một bữa cho khiếp rồi. Thôi bây giờ nghỉ xíu cả nhà, nghỉ xíu rồi tranh thủ đi. Cái trời này thì buổi chiều có khả năng là nó mưa cả nhà, lúc nắng lúc mưa lúc ui ui vậy đó. Đi rồi chừng nào đi gặp nữa em quay cho cả nhà xem nha. 4 ổ rồi, ở đây em gặp ổ nữa. Đã ghê.
được ổ này cho mừng lắm cả nhà. Không phải chuyện chơi đâu. Hoặc vip luôn. Rồi, dắt vô thôi cả nhà, được 5 ổ rồi. Tiếp tục đi thôi. Đây em gặp một ổ mới về. Rồi nụ đã chứ nè. Mấy bữa nay ổng mưa xong giờ ổng nắng quá nắng luôn cả nhà. Chịu không nổi luôn á. Nắng thì nắng quá thì kêu quá nắng. Còn không nắng thì sao mà trời ui. Vô bọc ổ ong này cái đã cả nhà, rồi tiếp tục đi thôi. Bỏ cả nhà. Giỏ dục trước kia. Rồi tiếp tục đi thôi. Qua đám đuối cả nhà. Đây là thành quả của ngày hôm nay. 2 4 3 4 5 6 7 ổ cả nhà, cả to cả nhỏ 7 ổ. Ổ dưới đó mực đã. Ổ này cũng vậy nè. Hai ổ này là muốn ba xì rồi. Em tạm dừng clip cả nhà ơi, hẹn gặp lại cả nhà những clip sau nha.